Hello, Đồng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả mọi người. Lời đầu tiên cho Đồng gửi lời chúc sức khỏe tới cả nhà mình nhé. Thì không biết trước giờ thì cả nhà mình đã có ai từng trực tiếp xem phân tro cốt sau khi thiêu hay chưa. Thì hôm nay Đồng có một cái video gửi tới cả nhà trực tiếp phân tro cốt sau khi thiêu để cả nhà hiểu rõ hơn về công việc sau khi thiêu xong thì sẽ phân tro cốt như thế nào nhé. Mời cả nhà cùng xem video ạ. Rất là nhiều căn như thế này mọi người ạ, một hai, nhiều lắm. Ở trong đó thì có hai anh chị đang nựa cái cốt người ạ. Hiện tại thì xong rồi nha quý vị nhé. Bây giờ mình đã đi theo để xuống cái nhà mà để phân loại tro cốt ấy. Bắt đầu là mình sẽ đưa bé vào cái theo yêu cầu gia đình, tiểu hoặc là cái hũ. Đây là hài cốt của bé 5 tuổi mọi người ạ. Bé 5 tuổi nên rất là nhỏ nên hài cốt mình nghĩ cũng rất là ít. Thì thưa quý vị, thì mọi khi mình nói rất là nhiều. Mình đi quay về trẻ em mồ côi hay quay bất cứ cái chương trình gì mình nói rất là nhiều. Và đặc biệt hôm ngày hôm nay là mình ngồi trước cái cốt của bé này, cảm thấy nó khó, nó khó nói chuyện. Thì lúc mình ngồi mình nhìn nghĩ lại cái mặt của bé và cái câu chuyện mẹ bé kể cho mình nghe. Thì bé nó ngoan lắm, nó ăn trái cây, thì ăn đường hấu. Nói chung là bé nó rất là dễ thương. Khi mà mình nghĩ lại cái chuyện đó mà mình thấy cái cốt như thế này thì mình cảm thấy nó rất là buồn. Và nên mình mới về nhà mình ghép thêm tiếng này và mình có thể nói chung là mình tâm sự với mọi người thế này thôi. Ở trên đó thì mình hầu như không có nói gì cả. Mọi người biết tính mình rồi. Mình đi quay video mình thường nói nhiều lắm. Và nên hầu như quý vị mà xem video của mình là hay chụp những cái việc mình nói nhiều. Mình lâu lắm thì đến video này nói ít đi mà không nói luôn ạ. Không nói trong cái đoạn mà lấy cho cốt rồi. Thì bé hỏi tán lúc sáng sớm, lúc 6 giờ. Bây giờ là khoảng độ 10 giờ, hơn 10 giờ. Thì khoảng 4 đến 5 tiếng là lấy cho cốt của bé. 10 giờ 4 tiếng. Còn lễ an táng của bé thì lúc 5 giờ sáng đó. Mình không có kịp lên tham gia. Cũng hơi buồn một chút nhưng mà cũng không biết sao được tại vì sớm quá. Mình cứ nghĩ đâu là 8 giờ mới lễ an táng thôi. Mình chạy cố gắng lên xem mà thấy mặt bé mà không có kịp. Nói chung là cuộc sống và cái hoàn cảnh của mẹ bé thì mọi người có thể biết sơ qua trên báo rồi. Hai vợ chồng đi dị, chồng thì đi một nơi khác làm ăn, còn chị nuôi hai đứa con nhỏ. Thời gian tận này thì chị đang bán cái đồ ăn vặt á. Mình nói hôm nào chị bán thì mình ra quay để chia sẻ mọi người đến ủng hộ. Mà chị bảo là ít bữa nữa chắc là chị quay trở về chỗ nào làm việc cũ là công ty ấy. Chưa biết đâu, chị đang nghỉ. Cầu mong là cái giai đoạn khó khăn này sẽ qua đối với chị. Cũng có rất là nhiều mạnh thường quân đã đến giúp đỡ ủng hộ chị để chị có thêm thu nhập, có thêm đồng tiền để lo cho bé. Một sự mất mát vô cùng to lớn. Nuôi hai con mà cái đứa bé mà mình yêu thương và dễ thương lại cuối cùng lại không còn nữa. Thì đặc biệt ở trong gia đình đây đi lấy hải cốt đấy, đi lấy cốt này mình thấy rất là thương. Tại sao không có một người đàn ông nào mọi người? Cái chú mà nói chuyện với mình đó là cái chú tài xế làm bên dịch vụ đấy, có nghĩa là chú làm bên cái công ty hỏa táng, là chú chịu trách nhiệm là đón người đi đón người về, chọn gói đó. Còn đi lấy hơi cái tro cốt của bé đây này chỉ có bà ngoại, bà nội, mẹ bé và con gái của bé. Mẹ bé là chị gái của bé đó. Thật sự là mình thương luôn. Nói chung là một gia đình thì không có người đàn ông gọi là trụ cột, nó rất là khó khăn, rất là buồn luôn. Mà vô tình mình lên mình gặp được thì mình cũng đi cùng với gia đình mình, thì chả giúp gì đâu, mình chia sẻ với mọi người để mong mọi người có thể là chia sẻ để giúp đỡ cho nhau, để ủng hộ cho mẹ bé một cái gì đó, hoặc là có những lời động viên an ủi thật tốt đến mẹ bé để mẹ bé vượt lên, để có một cái nhìn nó khách quan hơn, rồi là tập trung vào chăm nuôi em bé còn lại đó. Còn cái hũ tro cốt này sẽ được đưa về nhà mọi người, để ở đó một thời gian để cho mọi người đến thăm viếng, rồi sau này sẽ đưa đến nhà thờ xứ Long Tâm nha mọi người nhé. Nhà thờ xứ Long Tâm đối diện nhà bé đó, ít bữa nữa sẽ đưa lên thờ. Thưa quý vị thì bây giờ nó hiện tại thì phân loại xương của em bé xong rồi. Đây mọi người có thể nhìn thấy em bé là còn đỏ nên xương rất là đỏ. Ô, cái này là cái gì chú nhỉ? Chờ một xíu nữa đưa cái tiểu đến thì mình quay cho mọi người xem để tập nó vào đó. Cô nào bà ngoại hay bà nội? Ngoại của bé mẹ. Nay là đi cùng là có cả bà ngoại cả bà nội luôn nhé. Sắp xếp đầu vào đầu chân tay đấy. Quá trình mà xử lý cho cốt cho bé xong thôi cho bé về mình về nhá mọi người nhá, về là cho